Thưa sư, một vị xuất gia có được phép tập luyện thể thao để giữ cơ thể cân đối và sức khỏe hay không? Thưa quý vị đó, vào thời Đức Phật thì đương nhiên là cũng có một vài cái vị tu sĩ ngoại đạo, họ thực hành những cái phương pháp mà chúng ta gọi là yoga đó bây giờ, để mà rèn luyện cơ thể. Nhưng mà trong tăng đoàn thì không có. Bởi vì nó có nguyên nhân như thế này. Đó là Đức Thế Tôn ấy, thì luôn luôn dạy những cái giáo pháp để chúng ta thấy rằng cái tấm thân này là cái tấm thân chúng ta mượn tạm thôi. Nên vốn gì nó giả tạm, nó không tránh khỏi ba cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên cái chuyện mà nó quá trân quý cái tấm thân này là chuyện không nên. Nhưng mà trong kinh ấy thì có một số việc mà cấm vị tỳ kheo làm, ví dụ như chơi thể thao. Chơi thể thao như là đánh cầu, nhảy dây, đá banh là cấm vị tỳ kheo làm. Tức là tham gia các hoạt động thể thao ấy. Nhưng mà cũng không có nói đến cái chuyện là chúng ta có thể là thỉnh thoảng là hoạt động cơ thể trong cái phạm vi nào là chấp nhận được. Thì theo sư thì trên trên tinh thần là sư tham khảo tạng luật, sư tham khảo luật thì nó như thế này, là chúng ta nên trong cái mức độ trung đạo, tức là có luyện tập á, có tập thể thao thì ở cái mức độ vừa phải để cho các cái cơ như các cái cơ của chúng ta nó không có rệu rã, nhưng mà ở một cái chừng mực nhất định nào đó thôi, và chúng ta phải biết chừng mực, và cái sự rèn luyện đó không được đẩy lên đến một cái mức độ mà chúng ta gọi đó là chơi thể thao. Ví dụ như đá cầu, nhảy dây, tập tạ, rồi những cái trò chơi khác mà chúng ta gọi là luyện tập thể thao ấy thì không có được. Nhưng mà một vài cái động tác cơ bản thì theo sư thì nó cũng không có hại gì. Đấy. Trong kinh tạng thì được Đức Phật mô tả, được mô tả. Chúng ta nên đối xử với tấm thân này giống như là một người chết đuối mà vớ được một cái xác trôi sông, nó rửa ra rồi, nó mục rửa ra rồi, bắt đầu là da nó bắt đầu nó trương sình, và thậm chí những cái cặn bã bắt đầu nó rửa ra. Và xin lỗi, có khi là mình há miệng cái là mình đớp một cái bộ phận cơ thể trong họ vừa mới ra đấy, nó kinh khủng như vậy. Thì chúng ta chỉ đơn giản chúng ta nương tựa vào tấm thân này để chúng ta đi vào đến bờ, để không có chết chết trôi thôi, không có chết chết đuối thôi, chứ nó không phải là cái lý do kẹt quá thì phải xài, chứ còn cũng không phải là cái lý do để mà chúng ta phải trang điểm cái xác chết đó, hoặc là để chúng ta phải tự hào về cái xác chết đó, tức là cái xác chết này là chắc cái xác chết của ông tỷ phú, hoặc là xác chết của một cái cô người mẫu, thì xin thưa chắc không ai tự hào nổi cái chuyện đó rồi đó. Cho nên là cái tinh thần của chúng ta là tinh thần trung đạo, nhưng mà nhớ là chúng ta không nên dễ vui nhưng mà đưa nó lên thành một cái trò chơi thì không có được. Muốn biết kỹ hơn thì quý vị có thể tham khảo kinh bài kinh thứ hai là bài kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ha. Và cái sự luyện tập á, của các vị tỳ kheo thời Đức Phật ha, thời Đức Phật thì vị tỳ kheo có hai cái sự luyện tập, thứ nhất á, là đi thiền, thứ hai là ngồi thiền. Giống như bây giờ quý vị luyện tập thể thao bằng cái việc đi bộ thôi, thì thời Đức Phật á, cái việc đi của các vị tỳ kheo là đi rất là thường. Thứ nhất, các vị ấy đi từ chú xứ này qua chú xứ khác.
Thứ hai là vị ấy đi khất thực vào trong xóm làng. Thứ ba là khi vị ấy hành thiền. Do đó đấy, một vị tỳ kheo á, là vào thời Đức Phật á, các vị đi rất là nhiều. Cho nên đó cũng có thể xem như là một cái phương pháp để mà rèn luyện sức khỏe. Rồi một cái nữa đó là Đức Thế Tôn cho phép một vị tỳ kheo là xoa bóp chân tay, xoa bóp cơ thể khi mà cơ thể nó mệt mỏi, cơ thể nó rệu rã, nó buồn ngủ thì được phép xoa bóp cơ thể. Đấy. Thì cái suy nghĩ cái việc mà xoa bóp hoặc là mình duỗi lưng hoặc là duỗi tay thì ở một cái chừng mực nào đó thì được cho phép. Và chỉ như vậy thôi, chứ không nên nhiều hơn. Để mà đưa lên thành một cái là thể thao thì theo tinh thần tu để mà giải thoát ấy, thì không có được phép.